xong cái kệ sách cho một chị giáo viên các bạn. Em sẽ quay cận cảnh cho bạn coi. Chia sẻ với bạn một số cái kinh nghiệm để mà các bạn mua kệ sách như thế này, hoặc là có thể đặt người ta đóng nha các bạn. Thì các bạn đã đánh giá đầu tiên á, bạn nên đánh giá đầu tiên là về gỗ. Thì đồ gỗ là gỗ quan trọng nhất các bạn. Các bạn đặt, các bạn hoặc là bạn lựa mua, bạn đặt làm sao cho những cái phần gỗ này nó liền lạc à, nó không có bị nứt, nó không có bị thẹo nha các bạn. Đây, quay cận cảnh cho bạn coi. Đây. Không bị nứt, không bị thẹo. Đây, cái kệ này bằng gỗ đỏ nha các bạn. Đây đó. Bạn thấy không? Không bị nứt, không bị thẹo. Đây là dân cây nha các bạn, không phải là nứt nha. Bông nha. Đây. Đây. Đế nè, liền lạc ha. Rồi, cái thứ hai á, cái đó là phần gì đánh giá bằng cây. Cái thứ hai là những cái phần này nè. Đây, những phần này. Thấy không? Nó kín. À, nó kín hết này, nó không có bị hở. Nên đó là thì ông thợ mộc cũng làm khéo các bạn ha. Rồi cái nữa các bạn nhìn ở dưới đây này ha, đây còn bắt vít nha bạn, đừng cho người ta đóng đinh nha. Nếu những cái đóng đinh các bạn được, đừng nên chọn mua, bạn chọn mua bắt vít. Ừ, cái đi. Đây những vấn đề cần lưu ý này. Thì các bạn á, kinh nghiệm theo kinh nghiệm của mình, các bạn chọn mua những cái kệ này nè, thì người ta có đóng sẵn thì bạn mua, thì bạn lựa như, theo những cái tiêu chí đó. Còn nếu như các bạn mà đặt mua á, đặt để đặt mà người ta làm á, thì theo mình á, thì các bạn nên đặt cái phần này nè, cái thanh này nè, chiều dày của nó, chiều dày của nó là 2 phân rưỡi tới 3 phân thì nó mới chắc nha bạn. 2 phân thì khi mình chắc sách nhiều á, nó sẽ bị thụng, nó sẽ bị quằn á, giống như 2 phân nó sẽ bị quằn. Và quan trọng cái tấm ngoài sau này nè, cái tấm ngoài sau này thì ít nhất nó phải được cỡ 3 phân nha các bạn. Ủa, cái tấm ngoài sau nè, ít nhất được 2 phân. Chứ nếu mỏng quá nó sẽ bị, khi mình chất sách lên trên đây á, tại vì cái này nó cao các bạn, chất sách nó sẽ bị cong ra ngoài. Nặng quá nó cái tấm nó chịu không nổi, nó bị căng, bị cong. Còn phần đế này thì cái đế, cái mặt đế này nè, ít nhất là được 3 phân. Ha, 3 phân thì tốt. Phần này là tại dính màu các bạn ơi, chứ không phải là mình vẽ đâu. Hôm nay tại lúc đầu tiên á, là cái gỗ này nó, mình thấy mình tính là cho nó màu đỏ đỏ hơn xíu, nhưng mà mới làm chút xíu thì thấy nó đỏ quá, nó không hay, nên là mình giữ nguyên nó gỗ tự nhiên của nó luôn. Rồi ok, mình một chút kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn như đó thôi nha các bạn.